xin chào mọi người trên tay mình hiện tại đang là i5 uno một cái chiếc desk arm mới được i5 cho ra mắt gần đây và trước giờ khi mà nghe đến cái dòng sản phẩm để bàn của i5 thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến dòng zen series với lại zen Dark, zen can hay là zen blue à, nhưng mà những cái sản phẩm như vậy thì nó sẽ phục vụ cái mục đích thuần túy là để nghe nhạc mà thôi còn đối với lại ifi uno thì hãng họ muốn hướng tới một cái sản phẩm uh, giải trí đa mục đích hơn nghĩa là chúng ta vừa có thể là dùng để nghe nhạc này dùng để chơi game hay là xem phim đều được nha À, hãy cùng mình khám phá chiếc Zen Uno trong video lần này à, thì đầu tiên à, cái phụ kiện đi kèm của iFi Uno thì chúng ta sẽ chỉ có một cái dây sạc mình xin lỗi là một cái dây cấp nguồn kiêm truyền dữ liệu à, dạng USB-C và đầu còn lại là USB-A thì cái dây này thực ra mọi người có thể kiếm ngoài thị trường rất là dễ thôi nếu mà chẳng may chúng ta làm thất lạc à, mà mình nghĩ là cũng khó đấy bởi vì là đây là một sản phẩm để bàn nên là chúng ta cũng chỉ có À, để một chỗ mà thôi chúng ta ít khi mang đi mang lại và đây là nhân vật chính của chúng ta chiếc iFi Uno you know. về cái phần thiết kế tổng quan thì mình thấy nó khá là giống những cái dòng sản phẩm gen à, cũng kiểu dạng dẹt dẹt và bầu bầu như vậy à, cái kích thước thì nó khá là bé thôi mình có thể là cầm vừa trong lòng bàn tay này và nó cũng rất là nhẹ nữa do là cái chất liệu cấu thành của cái phần vỏ này hầu hết là từ nhựa tổng hợp và iFi họ cũng nói là họ đã pha thêm một số các thành phần vào bên trong cái lớp nhựa này để cho nó À, cứng hơn, chắc hơn và chống cháy nữa Đó khá là giống với chất liệu nhựa trên cái dòng sản phẩm là Gen E à, cho nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng Tuy là nhìn là nhựa như vậy thôi nhưng mà nó rất là chắc chắn và bền bỉ nhé Ở đây chúng ta sẽ có một cái công tắc nguồn và công tắc này sẽ làm từ kim loại Đây cũng sẽ là phím volume luôn khi mà chúng ta xoay qua như thế này à, Rất là chắc chắn luôn nhé, không có bị lỏng lẻo hay gì hết à, Và bên đây chúng ta sẽ có một ngõ ra là 3.5 cho tai nghe này ở đây chúng ta sẽ có hai cái phím bấm. Thứ nhất là power match dùng để uh, cấp thêm cái năng lượng cho cái ngõ ra này. Chúng ta sẽ sử dụng nó khi mà kéo một số cái tai nghe trở kháng nó cao một chút. Còn đây là cái phím EQ dùng để chúng ta uh, chuyển qua lại giữa ba cái mode là chơi game này, uh, xem phim và nghe nhạc. Uh, khi mà chúng ta kết nối nguồn vào ấy, thì một trong ba cái phím này uh, nó sẽ sáng đèn lên để thông báo cho chúng ta biết là chiếc Uno nó đang hoạt động ở cái uh, chế độ âm thanh nào. À, mặt sau thì chúng ta sẽ có là ngõ ra RCA dùng cho chúng ta sử dụng với những cặp loa ngoài hay là một cái cổng cấp nguồn kiêm truyền uh, dữ liệu luôn input USB Type C đó đơn giản vậy thôi và nếu như các bạn để ý thì đây chúng ta cũng sẽ có logo DSD và MQA thì chiếc i5 Uno của chúng ta cũng có khả năng giải mã được uh, chuẩn DSD lên đến là 256 và MQA đó khá là tiện lợi và đa dụng đúng không ạ À, cái con chip đáp bên trong thì Alpha họ sử dụng chip của ESS uh, Sabre, họ không công bố mã nhưng mà họ có nói là con chip này sử dụng cấu trúc Hyperstream thì nó sẽ rất là phù hợp cho cái việc là chúng ta vừa có thể là nghe nhạc, vừa có thể là chơi game hay là xem phim. Và đối với lại cái ngõ đầu ra này thì mình cũng thông báo luôn với mọi người, đó là nó có cái output power lên đến là khoảng 200 uh, hơn 200mW tại à 32 ohm. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng Uno để chơi với những cái chiếc tai nghe over ear kiểu như là uh, các dòng Philips shp 95 rồi uh, Ross NTH100 hay là thậm chí các bạn có thể sử dụng để đánh cặp với lại bộ đôi là Beyerdynamic DT900 Pro X hay là 700 Pro X cũng được. Và bây giờ thì mình sẽ thử kết nối iFi Uno với lại uh, smartphone thì mình sẽ sử dụng luôn cái cáp uh, nguồn của chiếc Uno này cộng thêm một cái sợi dây cáp OTG cũng của iFi nha. Đây các bạn kết nối rất là đơn giản thôi, chúng ta cắm cổng taxi vào và đều còn lại thì chúng ta cắm vào cái otg à, và mình cũng nói luôn là chiếc uno của chúng ta nó sẽ chỉ hoạt động với lại những smartphone chạy android đó có cổng type c như này còn khá là đáng tiếc mình đã sử dụng với lại mình thử kết nối với lại những chiếc iphone thì hiện tại iphone nó sẽ chưa nhận đó một cái điều khá là đáng buồn cho anh em uh, chơi hệ ios thì uh, chúng ta <laughs> lưu ý cái việc đấy à, không có tránh việc là chúng ta mua về nhưng mà chúng ta cắm vào nó không nhận thì rất là dở đây mình đã kết nối vào rồi và mình đã có thể chơi một số cái bài nhạc ở trên này Đây mọi người thấy là nó đang để cái mốt đó là à, âm nhạc Chúng ta có thể là chuyển cái EQ này sang, có thể là dùng để à, chơi game này hay là dùng để xem video, xem phim đó. Thì à, cái chất âm của i5 you know ấy nó khá là ấm và dày à, theo cái cảm nhận à, khách quan ban đầu của mình thì là như vậy à, cái giải là mid nó làm rất là mượt và dày, ấm, nó tôn vocal giải ở uh, bass thì nó đánh khá là ổn uh, bass thì thực sự là nó chưa có cái độ sâu nhất định và chưa có cái độ động chưa có cái sự kiểm soát tốt như là ở trên những chiếc uh, sản phẩm Gen Series nhưng mà mình nghĩ đây là một cái kiểu bass nó phù hợp cho cái việc là chúng ta vừa nghe nhạc mà vừa chơi game vừa xem phim nó ổn hơn là cái kiểu bass nó quá kỹ thuật như là trên những cái dòng sản phẩm Gen Series còn cái giải cao ấy thì nó cũng khá là chi tiết đấy nhưng mà cái độ chi tiết của nó thì nó làm cũng ở dạng vừa phải thôi nó không quá là gắt và không quá là và khó nghe đối với mọi người đó đơn giản vậy thôi à, trên đây là tất cả những cái chia sẻ của mình về chiếc i Gen uno một cái chiếc uh, Dark arm uh, thuộc dạng là mini và sử dụng cho đa mục đích khác nhau các bạn thấy sao về sản phẩm này có thể để lại phần bình luận bên dưới nha và nếu như mà muốn trải nghiệm i uno thì chúng ta hãy cứ thể ghé qua những cái chi nhánh của song long media trên toàn quốc bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo